Trung Kiên Audio xin kính chào anh em. Bác nào đặc biệt là các bác lớn tuổi không thích những cái bộ dàn nó ồn ào, tiếng bát nó ầm ĩ thì các bác tham khảo cho em cái mẫu Kenwood này các bác nhé. Đây là một cái sản phẩm Kenwood mà chất âm của nó rất là hay. Dàn có chỉnh các cái ứng equalizer cũng như là chế độ super bass. Lát nữa thì em sẽ hướng dẫn các bác cái cách sử dụng, cách điều chỉnh nhé. Bộ dàn này bán về tổng thể thì còn khá là đẹp. Loa liếc tương đối là vuông vắn. Đây, phía sau này có phần đấu dây loa và phần đấu dây AUX. Dây loa đấu đúng màu đen đỏ giúp em. Còn phần dây AUX thì các bác cắm vào, cắm chặt vào là được, không cần quan trọng đen hay đỏ nhé. Còn dây loa đấu đúng âm dương đen đỏ cho em. Đấy, đầu tiên thì em sẽ quay hình thức tổng thể đã nhá, sau đó em sẽ test âm cho các bác. Con này bán về thì khá là đẹp. Đây, cái căng đây, cái căng thì bao đẹp luôn thì các bác nhá. Cái căng thì rất là đẹp rồi. Đấy, đây, đấy, lưới căng rất là đẹp, em đã căng lại lưới rồi các bác nhá. Cái dòng này lưới thì con nào về cũng rách, em đã tiến hành căng lại rồi. Còn các shop khác thì đa số họ cứ bán nguyên bản thôi. Những con như này lưới về nó rách nhiều lắm, em phải căng lại cho nó đẹp cho anh em chơi nhá. Đấy, với cái tầm tiền này anh em chơi và với những lưới như này thì quá là đỉnh cao rồi. Đây, cạnh của nó đây các bác nhá. Dòng này là dòng mini size đại, bát 13 các bác nhá. Vất vả nhá. Dòng này ấy, thì cái trung âm của nó cực khá. Cho nên là những cái dòng nhạc trữ tình, các nhạc cũ, dòng nhạc cổ, đặc biệt là cả những dòng nhạc trước 75 nghe rất là sướng luôn. Đấy, còn các dòng nhạc remix thì nó chơi ở mức độ là trung bình. Remix thì anh em có thể tham khảo các cái mẫu của Sony thì nó sẽ chơi xuất sắc hơn là của Kenwood. Tiếng bass của nó không có nào như kiểu là Sony, nó chỉ chắc chắn và nhẹ nhàng thôi, nhưng mà trung âm của nó cực khá luôn. Rồi bây giờ thì em sẽ test chất âm cho các bác nha. Đây, quay gần phía sau một tí cho anh em nhìn qua cái ở phía sau. Đấy, dây loa này nó đúng màu cho em nhá. Rồi, dàn này có thể kết nối điện thoại, máy tính, TV hoặc Bluetooth qua cổng 3.5 các bác nhé. Các cái phần về CD của nó thì nó kén đĩa rồi, thì em không test cái đĩa CD nữa. Rồi bây giờ thì em sẽ test chất âm. Hướng dẫn qua các bác cách sử dụng dàn nhá. Anh em mua về thì ấn cho em nút này, nút khởi động nguồn đây, nút khởi động nguồn đây. Và anh em mở cái nắp này ra, ấn cho em nút AUX đây để có chơi AUX nhá. Đây nút này. Đấy là sẽ chơi AUX nhá. Rồi. Còn đây vận chỉnh âm thì nó có D bass này, D bass ở nút đây. Là chế độ super bass anh em tăng giảm ở cái núm này nhá. Đấy, tăng giảm ở đây nhá. Đấy. Ngoài ra còn có Vivid này, Vivid và Melody là equalizer. Đấy, anh em chỉnh nào anh em cảm thấy nghe hay nhất thì anh em chỉnh nhá. Đấy, chỉnh cũng ở cái núm này luôn anh em nhá. Tăng giảm ở núm này luôn. Đấy. Rồi, ok các bác nhá. Bây giờ thì xin mời anh em cùng nghe nhạc. À, và trước khi test chất âm thì em nói luôn cái phần giá. Con này thì em sẽ giao lưu với anh em giá 1.280.000 đồng anh em nhé. Anh em chuyển khoản đủ em miễn phí giao hàng toàn quốc. Anh em chuyển cọc vui lòng cọc trước cho em là 300.000 đồng. Các đơn chuyển cọc thì anh em trả tiền phí ship. Tiền phí ship đang khoảng độ 80.000 đồng. Có anh em chuyển khoản đủ thì anh em không mất tiền phí ship nữa anh em nhé. Anh em chú ý. Rồi, và giá bán thì chưa bao gồm phụ kiện. Anh em mua phụ kiện rồi anh em nhé. Đổi nguồn dây rác, Bluetooth vân vân. Các bác sẽ mua gì thì các bác sĩ inbox bên em sẽ tư vấn cho các bác qua số Zalo em để trên tấm biển 0975 575 262. Rồi bây giờ thì em xin mời anh em cùng nghe qua cái chất âm của cái sản phẩm này. Con này mini size đại các bác nhé. Zalo 0975 575 262.